Bây giờ là dự báo thời tiết. Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện đợt chiều cường lên cao. Mời chị Xuân Anh thông tin cụ thể đến khán giả truyền hình. Vâng, hôm nay thì là Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu vào đợt chiều cao rồi. Tuy nhiên thì đáng chú ý nhất là 3 ngày tới thì cái nguy cơ về ngập úng là rất dễ xảy ra. Anh Dương cũng như quý vị khán giả có thể theo dõi ở đây để thấy về cái mực nước dự báo trong 3 ngày tới đây. Khả năng rằng là cả 3 ngày mực nước sẽ đều vượt quá mức là báo động 3, trong đó cao nhất là vào thứ Bảy lên tới mức là 1,69 m. Đến thứ Hai tuần sau thì chiều lên muộn hơn là vào khoảng 20 giờ, thế nhưng mà vẫn ở mức cao là 1,57 m. Với mực nước như thế này thì ngập tương tự như cuối tháng trước. Nước ngập có thể hơn nửa bánh xe trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến đường khác. Một số nhà dân thì phải dùng bao cát be bờ ngăn nước tràn vào nhà. Và còn với mực nước chiều mà lên tới 1,70 m thì sẽ lặp lại cảnh tượng như là vào tháng 10 của năm ngoái. Từ đường to đến ngõ nhỏ đều ngập nước và nhiều nhà dân nước còn ngập sâu cho đến gần đầu gối. Đồ đạc cũng phải kê lên cao để tránh bị ướt. Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh thì chiều cường cũng sẽ ảnh hưởng tới nhiều tỉnh thành khác của Nam Bộ. Trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật của tuần này, dự báo đỉnh chiều tại trạm Thủ Dầu Một trên sông Sài Gòn hay là tại Mỹ Thuận trên sông Tiền đều vượt khỏi báo động 3 từ 5 cho tới mức là 20 cm. Còn đối với Cần Thơ trên sông Hậu thì mực nước lên tới sấp xỉ báo động 3. Không chỉ chiều cường lên cao mà trong 3 ngày tới đây thì dự báo ở khu vực Nam Bộ lại còn có mưa dông rải rác về chiều tối. Cục bộ vẫn sẽ có những nơi có mưa với lượng khá. Mưa vừa, mưa to kèm với chiều cường thì ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông càng khó tránh khỏi. Còn đối với thời tiết ở một khu vực khác, đó là Bắc Bộ, dự báo sang ngày mai sẽ tiếp tục có nắng ấm, thậm chí là vào giữa trưa còn cảm thấy hơi nóng khi mà nhiệt độ đều cao tại các thành phố bao gồm cả thủ đô Hà Nội ở mức 28 cho đến 31 độ. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai. Tại thủ đô Hà Nội đêm nay khá lạnh, 23 độ. Sáng sớm mai có sương mù nhẹ. Trong ngày trời còn nắng sớm, nhiệt độ tăng nhanh lên cao nhất 31 độ. Thành phố Đà Nẵng dự báo đêm nay có lúc mưa rào, 24 độ. Ngày mai trời có nắng, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay tạnh giáo, 26 độ. Ngày mai nắng mạnh, 33 độ. Về chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, kết hợp với chiều cường cao, nguy cơ xảy ra ngập sâu.